Chào các bạn nhé. Hôm nay Shopmình sẽ giới thiệu đến các bạn cái mạch dimmer điều chỉnh độ sáng đèn led. Mạch này thì có thể nhiều cái chức năng khác nhau, nhưng mà đối với mình ấy, mình thấy là để mà dễ sử dụng nhất, các bạn làm cái mạch đèn ngủ dùng luôn cái nguồn 3,7V này, rồi các cái chức năng của nó có sáng đậm, sáng mờ, rồi sáng rõ. Chip led thì chip led siêu siêu sáng rồi, các bạn có thể đấu thêm các cái led nhỏ này vào để tăng độ sáng lên. Dùng cảm biến thì các bạn đóng mở. Nguồn thì nguồn DC một chiều 3,7V nên là nó rất an toàn. Các bạn có thể điều chỉnh các cái chế độ của nó bằng hai cái zoom này. Nó có bốn cái chế độ điều chỉnh khác nhau ấy. Nó có cả có thể nhớ được cái độ sáng luôn các bạn. Thì các bạn về có thể khám phá, bên mình bán nhiều các loại mạch khác. Bạn nào quan tâm thì có thể đặt hàng cho shop mình. Cái mạch này thì nó cũng rẻ thôi, nó cũng quanh quẩn 10.000 đồng trong cái thời điểm mình đang quay video này. Bạn nào quan tâm có thể đặt hàng trong shop mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.